Perfect. Mày ăn chi? Có chuyện gì ạ? Sao nhìn thấy tôi cô lại sợ thế? Cô sợ tôi cắn cô à? Tôi không sợ. Không mà, trong đó có gì? Toàn đồ phụ nữ thôi. Đồ của phụ nữ à? Đưa cho tôi. Đưa đây, đứng yên đi. Ma túy à? Cô gặp rắc rối rồi, cô bị bắt quả tang. Cán bộ, cho tôi một cơ hội đi. Cơ hội à? Được thôi. Cán bộ, anh làm gì vậy? Làm gì ư? Tôi cũng muốn có một cơ hội. Đừng sợ, trông tôi xấu xí, nhưng tôi nhẹ nhàng lắm. Cán bộ, tôi đang bị trừng phạt. Anh đừng chỉ dùng một tay, dùng cả hai tay đi. Bức ảnh đẹp thật đấy. Giờ tôi là người ra lệnh, anh sẽ làm những gì tôi nói. Dân ạ, dân ạ. Nói to lên. Dân, thưa đại ca Tiêu. Anh xấu xí, hơi thở hôi hám, nhơ bẩn, không cần nói gì hết. Hà Tử, mang bức ảnh đến mang khiếu nại. Không, đại ca Tiêu, đừng mà. Anh mà làm thế, em chết mất. Đại ca Tiêu, anh muốn em làm gì thì anh mới hài lòng. Đại ca Tiêu, em đã làm hết những việc anh bảo em. Khi nào em mới trả em bức ảnh? Tôi sẽ trả sau khi anh làm việc này. Anh muốn em làm trai bao ư? Anh nhìn lại mình đi, không đủ điều kiện đâu. Đúng vậy, thế vì sao em lại ở đây? Để chuộc lỗi. Mỗi lần chơi gái anh đều không trả tiền, nhưng lần này anh phải trả tiền. Anh biết từ là em đã đưa hết tiền cho anh. Lần này tôi sẽ trả tiền. Anh sẽ trả tiền cho em à? Tốt quá, em đồng ý. Lâu rồi không ai đãi em món này. Tên cớm này rất không hách. Hắn đáng bị như vậy. Cậu Tiêu, cậu giỏi thật đấy. Anh Tiêu à, em xong rồi. Ảnh của em đâu? Tôi chưa thể đưa cậu được. Vì sao? Tôi hỏi ông quản rồi. Cậu chưa trả tiền 8 lần. Tôi đã hỏi tất cả bọn họ. Là cô à? Nào, cô trước đi. Rõ. Đưa tôi 300 đô. Của cô này. Cảm ơn anh. Lẽ ra tôi phải tiết kiệm chút đạn. Anh sắp hết đạn rồi. Đi thôi. Cố giữ đạn hả? Đồ hãm tài. Đến lượt cô. Đồ vô dụng. Anh Tiêu, em chịu rồi. Em không làm tiếp được. Vì sao? Anh Tiêu, em già rồi. 7 lần liên tiếp đã là kỷ lục thế giới. Em không thể làm 8 lần đâu. Dù em có muốn, nhưng cũng hết sức rồi. Tôi đã biết trước chuyện này. Đừng dùng quá liều đấy. Dầu mát xa ư? Thế này sẽ giúp anh lập kỷ lục thế giới mới. Để tôi. Lại nữa à? Ra đây, đừng giả chết. Cứu giới. Anh nhìn này, chúng tôi đã dùng hết loại dầu. Anh ta kiệt sức rồi. Hà Tử, đưa tôi 300 đô nữa. Em xin đại ca, em đã dùng hết sức rồi. Chúng ta chỉ còn 30 đô. Hay quá, cuối cùng em được nghỉ rồi. Tôi nhận 30 đô. Sao cô rẻ mạt thế? 30 đô mà cô cũng lấy à? Tôi sẽ cho anh một trận. Alo. Dân, tôi nghe. Chuyện gì vậy? Hả? Cảnh sát đến rồi.